Ôi trời, nhảy, 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 nhảy. Cô dâu đến rồi, cô dâu đến rồi. Cô dâu. Đứng lên, nhanh lên. Nào, đứng ra nào. Nào. Đứng vào đây. Đứng vào đây nào. Nào. 2, 3. Hôm nay đây có hội làng mà sao vui thế bác? Ừ, không phải hội làng mà. Thầy ra để đón con đấy mà. Thầy ấy, thầy ra đón con. Ừ. Bác ơi, bác nghe, cháu đâu bác đây này? Ôi trời ơi, tôi đã nói với chú rồi, cái giống hoa hậu là chân nó dài lắm. Chân hoa hậu, bác gọi thằng Ngao ra cho em. Ngao ạ? Vâng, bác gọi cho thằng Ngao ra cho em ngay. Ngao. Dạ, chào bác ạ. Không dạ. Phải thằng Ngao. Cháu chào bác ạ. Ừ. Làng mình hôm nay có chuyện gì mà vui thế hả bác? Chả có chuyện gì cả, chứ chúng mày ở đâu? Đến đây làm gì? Cháu chỉ đi tham quan qua đây thôi ạ. Dạ vâng. Ôi trời ơi, mày có biết là mày vừa đốt của tao mất 2 quả pháo không? Nhưng mà bác... Nhưng cái gì? Chúng mày cút ra đằng kia. Cút đi luôn. Mình đi em. Chúng mày đẩy cái xe này xuống dưới ruộng cho bác. Nhanh lên, nhanh lên. Cô tao, cô tao, cô tao, cô tao. Này. Này, dạ. Ai cho chúng mày bước lên cái thảm của tao? Mà bác bảo chúng cháu đi vào đây còn gì? Tao mà đi vào là vì tao nhầm. Tao bảo đi đằng kia. Đi đằng kia. Ôi, thôi chết rồi. Thế là nhầm mà. Nhầm thầy ạ. Rồi, ôi chưa cắt băng Khánh Thành mà nó đã đi vào như thế này là điểm gở lắm. Ôi, thế bây giờ phải làm thế nào hả thầy? Bây giờ là phải bắt ngay cái con này lại để làm con cô dâu sơ cua. Chúng mày cất con này đi để làm con cô dâu sơ cua. Nhanh lên, cất đi. Dạ, không được đâu bác. Không cái gì. Mày không mà được. Dừng lại ngay. Chú không bao giờ bắt người vô cớ như thế. Để xuống. Bác nhà tinh án ơi, tình hình con này là bây giờ để hay là cất? Mày không nghe thấy bác nghe vừa nói à? Để. Mà này, dạ, tao hỏi nhá. Hai đứa chúng mày quan hệ với nhau thế nào? Dạ, bọn cháu quan hệ tình cảm ạ. Thì ai chẳng biết là quan hệ tình cảm. Nhưng mà tao hỏi là quan hệ đến mức nào rồi? Dạ, giới thiệu với bác đây là vợ chưa cưới của cháu ạ. Tao không hỏi là tình cảm với cả vợ chưa cưới. Mà tao hỏi là quan hệ của chúng mày nó sâu đến mức nào rồi? Bác Nhật Tinh An ơi, chuyện tình của cháu kể ra đây thì lung tung lằng nhằng và loằng ngoằng lắm. Vì chúng cháu yêu nhau say đắm nên chốt ăn kem trước cổng dân đến em chẳng có bày bì. Một thằng nam nhi cháu không để cô ấy thiệt thòi, vì là mẹ đơn thân bây giờ xã hội nhiều lắm, quen nhau vài ngày là quyết được luôn. Bác Ngàn ơi, chúng cháu yêu nhau thì bị hai gia đình ngăn cấm, vì chê cháu nghèo nên bố vợ cản ngăn. Thế nên là hai ông bố lập tức rủ nhau gia đình đánh nhau xin chết. Bác hiểu rồi, bác nhất thông cảm. Cháu rất là giống hoàn cảnh nhà bác. Thế cho nên là bác thương nhá. Tình ta sao trái ngang thế này, cha mẹ hai bên không đồng ý mà em đã có baby. Giờ thì bác Ngàn bắt em làm dâu nhà bác ấy rồi. Bác đừng độc ác bắt em chàng làm dâu nhà bác. Nay cách biệt nhau ngàn khơi để riêng tôi tròn kiếp u sầu. Ok, bác không bắt nữa. Bác đùa ấy. Dạ, nhớ. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác ạ. Ừ. Dạ. Cháu cấm dưới nào động vào nó, nhớ chưa? Dạ vâng. Chúc hai cháu hạnh phúc. Dạ, dạ vâng ạ. Mẹ chúc hai con hạnh phúc. Dạ. Chúng cháu xin phép bác, chúng cháu đi ạ. Ừ, chúng mày, dạ, ra đẩy giúp em nó cái xe lên. Dạ.
mà này, tao cấm như thế nào bắt nạt hai vợ chồng nó đấy nhá. Cấm đấy. Này, dạ, chú có chắc chắn là thằng Ngào nó về không? Chắc chắn 100% chứ nhỉ. Bây giờ thế này, em sẽ ở tiền tuyến trực chiến để đón cháu nó về nhá. Bác rút về hậu phương lo việc cỗ cho em. Được, anh sẽ về luôn. Vâng. Bác cứ cho căng bạt dần đi nhá. Ôi giời ơi, ôi giời, ôi giời ơi, chạy đi đâu, ôi giời, chạy đi đâu, chạy đi. Cố mà chạy vào mắt à. Vào trong này tôi cho các nàng như thế đi. Ý, không đùa với ông đâu nhá. Hôm nay người ta mệt đấy. Mệt cái gì thì vào đấy. Mấy hôm trước thì không. Hôm nay người ta đang ốm thì cứ lại bỏ ra. Sao tự nhiên lại ốm? Ốm ở đâu? Ốm ở chỗ nào? Mà tại sao lại ốm? Không sao đâu. Vào tôi cho cái này mà. Chắc bảo là không đùa. Này, tôi bỏ tay tôi ra, không hàng xóm láng giềng người ta nhìn thấy người ta cười cho đấy. Người ta cười cho người ta hửa. Mẹ làm sao đấy? Lại cãi nhau đấy à? Sao lại cãi nhau con? Bố mẹ đang chơi cái trò bịt mắt bắt dê. Đấy, mẹ con thua rồi mà định bùng không chịu đấm lưng cho bố đây này. À, mà mày đi đâu về? À, thế tại sao tao điện thoại cho mày? Điện thoại video mà mày không bắt máy? Con ở bên nhà cái Lan. Ở bên đấy làm gì có mà. Lại lý do. À, mà ngày mai thằng Ngao nó lấy vợ hoa hậu đấy. Tao cấm mày nhá, không được bén mảng ra đấy, rõ chưa? Con chả tin anh ấy lấy vợ. Ô hay, tại sao lại không tin? Này, nhà ngán ngẩm đang làm cái lễ to lắm để đón con hoa hậu ở ngoài đầu làng cái kia. Nó không tin được cái mặt nữa. Ra đây mà xem. Tôi bảo vào trong này. Vào tôi nhờ cái này. Đi. Đang mệt. Đi vào trong này. Đi vào đi. Báo cáo bác ngắn à. Cái gì? Thằng Nhật Tinh Ngao nhà mình này, nó đi xe ôm chứ không phải đi ô tô ạ. Chật mà mày đừng ăn nói linh tinh nhá. Mày có tận mục sở thị mà nhìn thấy nó đi xe ôm không? Mà mày đi tuyên truyền bù lu bù loa làng lên là nó đi xe ôm. Chứ là hại nó đi con ạ. Dạ chính mấy con nhìn thấy ạ. Nó đang vá xe đầu kia. Mà con vợ nó hoa hậu có khác, xinh kinh. Ô tô xe máy không thành vấn đề, cứ hoa hậu là phải nghênh tiếp. Thôi được rồi, bây giờ gia đình chuẩn bị tinh thần để cho tôi còn chuẩn bị làm cái lễ rước hoa hậu. Vâng ạ. Ra xếp hàng nhanh nhanh để đón. Con này. Dạ. Chuẩn bị đồ cắt băng khánh thành. Dạ vâng ạ. Cách ra. Cách nhau nha. Cách nhau xa xa lắm nhá, được nhá. Thế rồi. Để nha. Bán lấy bao nhiêu? Ôi trời, nàng mình hôm nay có cái gì mà tổ chức long trọng thế hả thầy? Nhà con này, trước đây là thầy không tin. Nhưng bây giờ là thầy tận mắt thầy nhìn thấy, thầy tự hào quá con ạ. Còn đứng đấy mà tự hào à? Cho hai đứa vào cắt băng khánh thành để cho tôi còn làm cái lễ đưa hoa hậu vào làng. Vâng ạ. Vào đi con, vào đi con. Dạ vâng. Cắt tóc khánh thành đúng không ạ? Cắt băng khánh thành. À, cái này là cái băng ạ. Băng. Băng. Mở cầm vào đây, mở cầm đây. Đấy. Không nghe con thế đi cho nhanh. Nó cũng quá. Rồi, bây giờ là tôi sẽ mang cái băng khánh thành này về để làm lễ cho cái con hoa hậu này vào làng. Này. Bảo mợ lên chào ông bà đi. Vâng. Làm ơn ạ. Mợ chào ông bà. Dạ. Con chào ông bà. Anh xin giới thiệu với vợ. Đây là ông bà nội anh, còn đây là bố mẹ nội anh. Chào ông bà, cháu chào bố mẹ chồng ạ. Con thân ông này nhà Hồng Phúc ý, người ta phải lấy vợ thế này chứ lì. Ôi trời ơi, con cứ tôi không ngờ con dâu tôi lại là hoa hậu. Sướng quá, thích quá, đẹp quá. Và con
cảm đấy. Bác gái là tháng nay bị độc cọc đầu. À, cháu đâu? Sang ông nhờ cái. Ông ơi, ông có khỏe không ạ? Này, muốn biết thì ông khỏe hay không cứ phải hỏi bà. Gớm, cháu dâu của bà xinh quá cơ, đẹp cứ như bà ngày trẻ. Ông thì lúc nào cũng khỏe cháu ạ. Đấy, mày xinh quá, hoa hậu cứ khác, cái gì cũng xinh. Này, cho ông thơm ảnh miếng. Gì đấy? Ông anh khỏe lắm. Còn mi không thấy vợ đấy. Đấy, mày đúng là thằng cháu điếc nhồm của ông. Cái gì nó không hiểu ông, mà nó cũng ủng hộ ông. Mày, tối nay tôi con đồng nhé. Này Na này, từ lúc mà mày giới thiệu cho nhà tao cái bàn chải Bis cộng, ai cũng nghiện. Nhất là cái bà chị dâu, quảng cáo cho cả nhà máy, ai cũng thích. Nhưng mà phải nói là cái bàn chải Bis cộng này công nhận dùng tốt thật. Hèn gì hôm sang nhà mày cứ thấy hai vợ chồng đùa nhau, cái gì cũng có thể cứng, riêng bàn chải thì phải mềm. Về nhà thấy bố mẹ tao nói y chang. Hóa ra là khen bàn chải Bis cộng lông mềm chải êm. Chả thế chứ còn gì nữa. Chào bác ạ. Chị ông, sao không nghỉ thêm dậy sớm làm gì? Tôi đi tìm cái mềm mềm êm êm. Này, thế cái bàn chải Bis cộng lông mềm chải êm của tôi để đây đâu rồi? Con để đây cho gọn này bố. Bố toàn để riêng ra thôi. Bố mày sợ lẫn đấy. Gớm khổ, hôm trước mẹ cũng để ra đấy. Thế mà bố mày mắng cho mẹ mấy mắng ấy. Nhà cháu là bàn chải mỗi người một màu, của ai người đấy nhớ luôn. Thì nhà tao cũng thế mà, nhưng tại bố cẩn thận đấy. Tóm lại là cái nào là cái của bố, còn cái nào là của hai mẹ con. Đây, của bố Bis cộng màu vàng nhá. Của mẹ màu trắng, còn của con màu hồng. Thế ông đã nhớ cái Bis cộng lông mềm chảy êm màu nào là của ông chưa? Cha là cây màu vàng, mẹ là cây màu trắng, còn con là cây màu hồng. Nhớ là cái màu vàng là của bố đấy nhá. Bác Sung vui đính đấy. Mà này, hai đứa chúng mày bôi son chất phấn định đi đâu đây? Bọn cháu đi liên hoan về lớp ạ. Đi ăn cỗ với lớp thì được nhá, nhưng mà không được tách ấy. Con Na, nhớ bật video để bố xem, rõ chưa? Vâng. Ông cứ khắt khe với con quá làm gì? Gơm mà cứ gọi video rồi mà tốn điện ra. Cái gì? Tốn điện, kể cả là tốn nước nhá. Thằng Nhật Tinh Ngao nó vừa về đấy, để bắt ông bật video, nó còn kiểm soát, hiểu chưa? Cái ngữ này không thể tin được. Xảy ra cái chúng nó bổ mít ngay. Thôi, đi nhanh rồi còn về. Chào bác ạ, chào bác ạ. Con chào bố mẹ. Nhớ bật cái video lên. Thôi ông vào nhà nghỉ đi, để em nấu ủ cái gì cho mà ăn nhá. Có bồi dưỡng à? Này, từ từ đấy mẹ. Xử lý cái mềm 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 cái đã. Gớm, ăn mà cũng phải đánh răng. Thế có gì chuyện? Bàn chải Bis cộng lông mềm chải êm, không đánh nó phí răng. Ôi ôi, bác Ngán đi gì mà đi khiếp đấy. Thông cảm, xe đôi nó không có phanh. Mà may quá, gặp chú Hai Kẹo với cả cô Anh Trách đây rồi. Tôi đèo cháu nó đi một vòng quanh làng để cho nó biết đường đi lối lại. Thế cháu này là ai? Ồ, vợ thằng Ngao đấy. Vợ thằng Ngao á? Không nhận à? Hoa hậu Cẩm Anh ấy. Không nhận à? Hoa hậu Cẩm Anh á? Ôi trời ơi, cháu nó ở trong này này. Đây thầy, này, đúng chưa? Mình ơi, đúng hoa hậu Cẩm Anh rồi mình ạ. Đưa xem nào. Đúng chưa? Ừ, đúng rồi. Nhưng lại ở ngoài nó xinh hơn trong ảnh. Tất nhiên rồi. Hôm cưới là cô chú phải sang sớm đấy nhá. Ừ, thôi, con chào cô chú đi. Con chào cô Oanh Sách đi. Con chào cô Anh Sách ạ. Đúng rồi, con chào chú Hai Kẹo đi. Con chào chú Hai Kẹo ạ. À mà con chào cả cô chú luôn. Con chào cô Hải Sách, chú Anh Kẹo ạ. Cháu nhà tôi nó lễ phép cực kỳ luôn nhá. Tôi đi nhá, nhớ sớm đấy nhá. Đi con. Tôi nhớ rồi.
cứ tưởng nhà Ngao Ngán nói phép. Hóa ra thằng Ngao lấy được vợ hoa hậu là có thật mình ạ. Hoa hậu của các xinh như tiên. Thôi thôi đi đi. Trung trưởng ơi, Trung trưởng ơi, ui trời ơi, ra đây ra đây ra đây, khéo quá ngã, ui đấy, đi làm sao mà đỡ tôi đây này, chạy gần nhau nào, à, hôm nay là đưa hoa hậu Cẩm Anh, con dâu tương lai của gia đình tôi sang để giới thiệu với ông bà, này, cái lúc mà cưới cháu nó nhá. Ông bà là nhớ thằng Mừng ấy. Cái thằng Ngao lớ ngớ vỡ huy chương. Tự nhiên có con hoa hậu về để kê bày. Này, mỗi tháng cho thuê chắc được ối tiền ấy. Này, đừng có đùa với thằng Ngao nhà này nhá. Ngày xưa sang xin con La về làm dâu, ông bà che ỏng che eo, kêu kêu găng găng, cứ tưởng là hay. Chị là hoa hậu Cẩm Anh à? Ừ, chị là Cẩm Anh. Hoa hậu Cẩm Anh chị luôn, không tin á? Đây này, trong này này, nhìn thấy chưa? Ngạc nhiên chưa? Không tin à? Nhìn rõ ràng luôn đây này, có cả ảnh chụp ở Tuyệt Tình Cốc hẳn hoi nhá. Này, này, mặc váy này, sexy chưa? Chống tay lên cầm đây này, này, chụp cạnh cả xe buýt này, dắt cả chó đi dạo này, úi giời ơi! Thế mà ngày xưa thì bảo là yêu thằng Ngao thì lại còn kêu, lại còn làm trò, cứ tưởng là hay lắm. Cháu không tin. Ôi giời, không tin thì làm sao? Ơ kìa, cái con Na kia, hoa hậu thì có cắn mày đâu mà mày chạy. Làm như là máu, đến giờ lại vẫn còn kêu. Thôi tôi về, ông bà là hôm tới nhớ thang nhá. Đi về con ơi, đi con. Ngồi cẩn thận con, không phải ngã đấy. Cái gì? Làm gì mà nhìn như ăn tươi nuốt sống con nhà người ta thế hả? Hả? Nhìn lại ông đi, rớt rãi lòng tha lòng thòng ra cái kia. Rớt rãi đâu, nước bọt đấy chứ. Mà thấy hoa hậu thì nhìn thì làm sao? Hốc gen ích cho nó lắm vào. Kể nghĩ cũng thương con hoa hậu thật đấy. Trời mưa gió rét mướt như thế này, ăn mặc phong quanh, mà cái lão Ngán nào ác quá, cứ dòng cái con hoa hậu đi để khoe hàng đấy. Nghĩ tội. Tội. Tôi mướn nhà ông Thương nó đấy à? Hả? Ghen phòng. Tôi vào nhà tôi cho cái này đi. Tôi không đùa với ông đâu. Thì đi vào nhà tôi bảo cái này. Tôi đã bảo không đùa. Đi vào gì? Đang lúc ông gần đi vào. Đi cứ ra đây. Cứ ra đây anh mà. Đấy. Ôi từ từ thôi. Đây, được rồi. Bây giờ này nhá, anh van em đấy, anh xin em một lần này nữa thôi, em cứ giúp anh đi, hết bao nhiêu tiền anh gửi. Tôi cũng thông cảm với hoàn cảnh của anh lắm, tôi cũng muốn giúp anh, nhưng mà hợp đồng ngày mai của tôi, làm sao mà tôi bỏ được. Nhưng mà anh đã toát lừa bố mẹ anh, bây giờ anh không biết phải làm thế nào nữa, khổ. Sao anh bảo có cô nào mà yêu anh lắm cơ mà, xong nhân tiện lúc này cưới cô ấy luôn đi. Ôi dồi ôi, cuộc đời anh nó cứ đối mời ấy. Đấy, muốn lấy em Na làm vợ thì thang nhà ông bà thung thướng, ông bà ấy không đồng ý. Về nói chuyện với bố mẹ anh về em Na thì cứ gạt mắt nè. Ôi dồi ôi, bao giờ đời anh nó mới hết nục này. Tôi cũng chịu thôi. Ba tiếng nữa tôi phải rời khỏi đây đấy. Ôi dồi. Cẩm Anh hoa hậu thân thiện của U ơi, vào đây U nhờ một tí nào. Mẹ anh ra rồi đấy. Anh xin phép em, hai đứa mình giả vờ yêu nhau được không? Đi, nhá. Ôi dồi, chúng mày làm gì nhau đấy, hả? Chúng con đang yêu nhau. Ôi dồi ôi, các con yêu nhau, rời hành à, mưa gió thế này mà mang ra đây, đi vào trong nhà. Thế nhưng mà nhãng mạng đi. Đáng mạng, nhãng mạng cái gì? Thế mà U cứ tưởng là Cẩm Anh, mồm nó có bụi, con đang hút bụi, con cứ hút đi, hút thật sạch vào. Xong rồi con dâu vào đây mới U nhá. Hút đi. Dạ. Vào đây, U đang cần. Nè,
Nè. Nè. Hóa ra anh lấy vợ thật, vừa anh còn là hoa hậu nữa. Na ơi, em hiểu thôi anh, cái này không phải nỗi đời anh, mà là ông bà ngán ngẩm, thọt đấy. Tôi đã thấy hết rồi, anh không xứng đáng với sự chờ đợi của tôi. Anh đúng là đồ tồi mà. Vĩnh biệt anh, chúc anh hạnh phúc. Na ơi, chờ anh đi.